Mani Cô tên gọi Tuệ Khôn. Ẩn mình nơi chốn thiền tai tiên phát hòa cứu an dân lành. Giết đời mới tại ông trời. Mọi người vẫn luôn khát khao mong cầu gặp Phật. Người ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không bao giờ tìm thấy. Để rồi sau cùng mới chợt ngộ ra rằng chính mẹ mình là vị Phật của chính mình. Quan Âm Bồ Tát đâu phải ai xa lạ, mà đó là người mẹ của chúng ta. Vì vậy hãy phụng dưỡng mẹ cha thật trọn vẹn, là ta đã cúng dường chư Phật mười phương rồi vậy. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không? Ao nào cũng có ánh trăng, nhà nào cũng có Quan Âm hiện tiền. Thank you.
nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Ví dụ cầu giang đóng đinh, cầu tre mà lắc lẻo gặp gành khó đi. Ví dụ mẹ chẳng có chi, chỉ con mà với mẹ chẳng khi nào rời. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà mà thấy mẹ công phu chưa đờn. Khó nghèo cuối núi rau non, nuôi cha mà nuôi mẹ cho tròn nghĩa con, nuôi con cho được vuông tròn. Mẹ cha mà dò dãi xương mòn gối lòng, mẹ già ở túp liều tranh sớm thân mà thôi biến, cho đành già con. Trách ai đặng ca quên non, đặng chim bẻ nát quên ơn sanh